Nghĩa xin gửi lời chào đến bà con cô bác đang đến với chương trình Và Tôi Là Số 1. Đại Nghĩa xin chào bà con cô bác. Hey! Xin chào. Một ngày mùa đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang tươi bình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. 20:30 chủ nhật hàng tuần có gì hấp dẫn? Đừng quên sân chơi Vợ Tôi Là Số 1 bà con nhé. Chọn xem ba cô vợ nào sẽ xuất hiện đây. Hồng Gâm, Thúy An, Kim Hằng vẫn là hình thức trắc nghiệm sự hiểu ý nhau, nhưng bí mật nào sẽ được bật mí khiến các cô vợ rất ngay hạnh phúc. Thử thách ở vòng 2 sẽ là một trò chơi mới lạ, vui nhộn, tung hứng banh, vận động cả tay và chân. Cặp đôi nào sẽ tung hứng banh điệu nghệ nhất đấy? Sôi động, hấp dẫn, kịch tính, tất cả sẽ có trong Vợ Tôi Là Số 1. Mời quý khán giả theo dõi ngay nhé. Cảm ơn nhà hàng shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và là một buổi tối chủ nhật chúng ta gặp nhau để cùng chứng kiến phần tranh tài của ba gia đình, của ba người phụ nữ duyên dáng, thông minh và khéo léo. Và để xem ngày hôm nay họ sẽ chia sẻ với chúng ta về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình như thế nào thông qua những phần thi mà chương trình đưa ra. Còn bây giờ chúng ta sẽ chào đón gia đình đầu tiên của ngày hôm nay. Xin được mời Phạm Hồng Gấm và Nguyễn Minh Nghĩa đến từ Bến Tre. Em xin chào anh Nghĩa, xin chào toàn thể quý vị khán giả đang xem đài truyền hình Vĩnh Long. Em tên là Hồng Gấm, ông xã là Minh Nghĩa. Em và ông xã cùng là giáo viên. Đến với chương trình hôm nay thì em xin chia sẻ một kỷ niệm vui của hai vợ chồng. Đó là em và anh cùng học chung lớp đại học. Nhưng mà em và anh không có nói chuyện với nhau vì em ghét ảnh lắm. Tại sao lúc đó ghét người ta trong khi người ta cao ráo, người ta đẹp trai mà người ta mặn mòi? Anh nói nhiều lắm anh. Bất ngờ thì năm 2 em bị bệnh á, anh lại là người tự nấu ăn ở ngoài đem vô cho em. Ảnh nấu ăn khéo, thấy anh nhiệt tình quá nên có cảm tình. Nói gì chứ, hai vợ chồng mà cùng vào bếp, cùng chia sẻ công việc nội trợ với nhau á thì nó sẽ rất là vui. Cái gia đình mình nó đầm ấm lắm. Đó là gia đình đầu tiên, giáo viên. Gia đình số 2, chúng ta hãy làm quen với Nguyễn Thị Thúy An và Nguyễn Văn Chiến đến từ An Giang. Chào anh Đại Nghĩa, chào quý vị khán giả. Em tên là Thúy An, còn đây là ông xã em là anh Nguyễn Văn Chiến. Dạ, đến với chương trình hôm nay thì chúng em là để kỷ niệm 7 năm ngày cưới của hai đứa. Mục đích thứ hai thì là để theo nguyện vọng của con gái là nó muốn được thấy ba mẹ trên tivi ạ. Đến đây là kỷ niệm ngày cưới nè. Dạ. Vậy thì còn cái kỷ niệm nào vui vui nữa hồi đó hai người mới quen nhau không? Lúc đó là em với anh học chung cấp 3. Vậy là hồi đó nói chuyện xưng hô làm sao? Dạ mày tao không anh? Anh cứ kêu là, thì em kêu anh là anh đi. Em nói không quen, cứ là mày tao, cứ mày tao suốt. Trời ơi, sao tập mày tao được ha? Trời ơi, nó nghe nè, tao yêu mày. Trời ơi, ê mày làm vợ tao nghe. Trời. Quen rồi cho nên là cứ kêu anh em suốt giờ, kêu mày tao là giận á. Chúc mừng cho hạnh phúc của em. Dạ. Nha. Và cặp đôi cuối cùng của ngày hôm nay xin được giới thiệu Lý Thị Kim Hằng và Võ Hoài Lâm đến từ Vĩnh Long. Xin chào anh Đại Nghĩa, chào quý vị khán giả. Em là Kim Hằng, em là giáo viên mầm non. Còn ông xã của em là Hoài Lâm, ông xã em là tài xế. Ngày xưa hai người có học chung lớp với nhau không? Dạ không. Rồi hai người có ghét nhau từ ban đầu không? Dạ lúc đầu thì... Cũng có đúng không? Dạ có. Rồi làm gì bữa nay gom vô ba cặp giống nhau, sợ luôn rồi đó. Ban đầu nói chuyện thấy không có hợp lắm. Tình cờ hai đứa em gặp nhau trong bệnh viện á. Rồi có hai chuyện. Người đi khám bệnh hả? Dạ, em khám bệnh cho nội của em. Rồi hai đứa mới nói chuyện, rồi anh xin số điện thoại. Ủa ban đầu không thích người ta cho số điện thoại làm chi? Tại nếu mà không cho anh nó chảnh rồi sao anh? À, và gắn bó với nhau đến nay được mấy năm rồi em? Dạ, mới có 10 tháng à. Mới có 10 tháng à, trời. Dạ, còn son thiệt son vậy đó hả? Dạ, chồng em á, anh cũng tâm lý lắm. Anh cũng giúp đỡ em việc nhà nữa. Rồi anh có khiếu hài hước á. Nên là từ khi cưới nhau về á, mỗi lần mà em giận á, cái làm cái mặt cười á, là tự nhiên em hết giận á. Tao làm mặt cười làm sao coi? Cố gắng làm sao 10 tháng, rồi 10 năm hay là nhiều hơn nữa vẫn cứ như vậy em ha. Dạ. Còn bây giờ thì mời mọi người ai về chỗ nấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, vòng thi khởi động. Đầu tiên là gia đình của Hồng Gấm và Minh Nghĩa. Chủ đề là thời gian.
Câu 1, hồi xưa chồng cưa đổ vợ trong thời gian bao lâu? Tức là cái hồi ông cua mình á, à cái hồi học cùng với nhau đó, rồi sau đó bắt đầu ông tán tỉnh mình thì bao nhiêu lâu mình mới bị đổ? Đáp án là 4 năm, 2 năm. Ủa sao kỳ vậy em? Sao 4 năm dữ vậy? Dạ anh Đại Nghĩa, thì em tính từ lúc mà quen nhau tới lúc mà đám cưới luôn á. Trời đất ơi. Còn em, 2 năm là sao em? Là do năm đầu không có nói chuyện, đến năm thứ 2 thì do em bệnh đó, khoảng thời gian đó em có tình cảm thì bắt đầu làm quen. Cái khoảng thời gian mà được ăn tô cháo đúng không? Câu số 2, chú ý nha. Khi hẹn hò, ai thường xuyên đi trễ? Chồng hay vợ? Rồi, đáp án là vợ, chồng. Không trùng khớp luôn. Dạ em đi trễ hơn, nhưng mà em lại thích ảnh là người đến trước. À, tức là cứ thích là mình phải đến sau ổng chút xíu vậy đó hả? Dạ. Chi vậy? Thích là người nào là phải chờ đợi. À, còn em thì sao? Dạ nói chung là hai vợ chồng cũng có đi trễ á. Nhưng mà em nghĩ là em đi trễ nhiều hơn. À, bởi vậy hai chồng xứng đôi dễ sợ vậy đó. Câu 3, ai thường làm mọi công việc nhanh hơn? Ai thường làm mọi việc nhanh hơn? Đáp án là vợ, chồng. Cũng không trùng khớp. Trời ơi, em cho rằng em làm việc nhà tất cả mọi cái nhanh hơn ổng hả? Dạ. À, còn ổng làm sao? Ổng mò dữ lắm hả? Anh ít làm. Ít làm vậy tại sao tự tin dám ghi là mình làm nhanh hơn? Dạ ít làm thì mỗi lần làm thì mình phải cố gắng mà làm nhanh. Nên em nghĩ em sẽ làm nhanh nhau. Hơn. Chưa hiểu ý nhau. Câu số 4, ráng nha. Chồng hay vợ, ai nhớ chính xác các ngày đám tiệc trong nhà? Đám giỗ, thôi nôi, sinh nhật gì đó. Rồi, kết quả. Vợ. Vợ mừng quá, trùng khớp được một câu. Câu cuối nè. Người thức khuya hơn là ai? Đáp án là ai? Vợ. Bên đây, vợ trùng khớp luôn. Vậy là trong 5 câu này thì hai vợ chồng trùng khớp với nhau được có 2 câu thôi. Mang về cho nhà mình 600 điểm. Tiếp theo, gia đình số 2. Chủ đề quan tâm. Ai thường gọi điện thăm cha mẹ hai bên nhiều hơn? Vợ gọi cho cha mẹ chồng, chồng gọi cho cha mẹ vợ, ai gọi nhiều hơn? Đáp án là vợ. Vợ trùng khớp. Ông kia, bố ít gọi điện hỏi thăm cha mẹ vợ lắm hả? Cũng có anh, mà ít hơn vợ. À, cũng có. Là một tuần bao nhiêu lần em? Một tuần khoảng 3-4 lần. Tại nhà bên vợ cũng gần đó anh. Cũng vô thường xuyên. À, câu số 2. Bạn lo lắng môn học nào nhất của con? Các bác là môn, hả? Không biết. Môn toán. Tại sao em không biết? Tại vì thấy con nó nói với mình thấy môn nào nó cũng biết được. Em có thường xuyên theo dõi bài vở của con không? Dạ, tại vì con nó mới vô lớp 1 được chừng mấy tháng nay. À, không, anh nghĩ rằng cho dù là bé nó học lớp 1, lớp 2 hay lớp 8, lớp 9, lớp 10 gì đi chăng nữa, thì trong cái phạm vi kiến thức của mình có thể mình thường xuyên mình theo dõi, mình kèm cặp bé, mình dạy bé học, mình quan tâm hỏi xem là hôm nay con học cái gì, học tới đâu rồi, học hành trong lớp, trong trường ra sao. Câu số 3, vợ thích son môi hay nước hoa? Tức là giữa hai món này thì vợ thích cái nào hơn, son môi hay nước hoa? Đáp án là son. Son môi, trùng khớp. Em có biết là vợ em thích son môi màu gì nhất không? Vợ em xài cũng nhiều màu á anh. Thường thường là màu đỏ. Ừ, bữa nay bà quánh màu cam lợt. Câu số 4, chồng mua giày mới cách đây đã bao lâu? Chủ đề quan tâm mà, cho nên là có rất nhiều câu hỏi đòi hỏi rằng hai vợ chồng phải có sự quan tâm nhau thì mới có thể trả lời trùng khớp được. Đáp án là không nhớ. Bên đây cả hai cùng không nhớ luôn. Câu 5, năm rồi hai vợ chồng có tổ chức kỷ niệm ngày cưới không? Này là bắt buộc phải nhớ nha. Đáp án là không. Không. Ngày mấy nhớ không? Dạ ngày 19 tháng 9. Ngày 19 tháng 9 năm sau nhớ làm nghe em. Dạ. Ông không nhớ là nhắc. Phải tặng quà cho em nữa ha. Gia đình này của chúng ta có 4 câu trùng khớp, mang về cho mình 1.200 điểm. Gia đình cuối nè. Chủ đề tiết kiệm. Vợ hay chồng, ai là thủ quỹ trong nhà? Mới cưới có 10 tháng thôi, không biết có phân chia vai trò trách nhiệm trong gia đình chưa? Đáp án là vợ. Vợ. Em là người nắm giữ tiền hết trong nhà luôn hả? Dạ, chỉ nắm giữ một phần nào đó à. Rồi cái phần còn lại đi đâu em? Dạ, để cho ông xã xài. Em không sợ quỹ đen của ông hả? Dạ không, em canh cửa ông xã. Tin tưởng, vậy là dạ. Tốt.
Câu số 2, ai chi tiêu tiết kiệm hơn? Đáp án là vợ. Cũng lại là vợ luôn. Câu số 3, vợ có thói quen bỏ ống heo không? Con heo đất có không? Đáp án là có. Có, trùng khớp luôn. Con heo nhà em bự không em? Hai vợ chồng em bỏ trong một cái hộp bánh á. Vậy đến nay cái hộp bánh nó bung nắp chưa? Dạ chưa. Tức là chưa đầy phải không? Dạ. Rồi thôi ráng nha, mình mới có 10 tháng à. Dạ. Dành dụm tích cóp thời gian nữa bung cái nắp luôn. Tiếp theo nè, chồng dự định mua sắm món gì mới trong thời gian tới? Ví dụ mua một cái xe, mua một cái nhà, hay mua cái tivi, cái tủ lạnh gì đó. Đáp án là xe. Xe trùng khớp luôn. Em tính mua xe gì em, hai bánh hay bốn bánh? Dạ em tính mua chiếc cho vợ em đi dạy hàng ngày. À thêm chiếc xe dành cho vợ. Trời cô mặt bà hạnh phúc rồi. Trời ơi. Câu cuối nè, vợ cằn nhằn bao lâu mỗi khi chồng phung phí? Có người cằn nhằn 30 phút, 3 tiếng đồng hồ, thậm chí 3 ngày 3 đêm cằn nhằn cử nhữ hoài luôn á. 2 tiếng, bên đây 1 phát. Ủa 1 phút. 1 phút. Dạ thưa anh Nghĩa, là mỗi lần mà cằn nhằn vậy là em chịu khoảng 1 phút là em bỏ em đi. Em bỏ em đi mất tiêu. Ủa vậy rồi còn 1 tiếng 59 phút còn lại em cằn nhằn ai nghe? Dạ anh quay về em cằn nhằn nữa. À vậy hả? Mình đâu có buông tha phải không em? Dạ đúng rồi. Và nhà mình có tất cả là 4 câu trùng khớp với nhau, mang về 1.200 điểm. Vậy là ở vòng 1 á thì gia đình số 2, gia đình số 3 mỗi nhà trùng khớp 4 câu, cho nên là hai em được tiến lên một bước nha. Thúy An, em chọn bên trái hay bên phải? Dạ em chọn bước bên phải. Bên phải sáng đèn. Và Thúy An nhận được sản phẩm đó là một cái lỗi điện. Tiếp theo Kim Hằng. À, em chọn bên phải luôn ạ. Bên phải sáng đèn. Dạ Hằng sẽ nhận được sản phẩm là một bộ chảo chống dính. Điểm số của ba gia đình như sau: gia đình của Hồng Gấm 600 điểm, gia đình Thúy An 1.200 điểm, gia đình Kim Hằng 1.200 điểm. Vòng thi thứ hai đồng lòng vượt khó. Thử thách ở vòng thi thứ hai này có tên là tung hướng banh. Một người sẽ có 6 vị trí để mà cột cái ly vào, và người còn lại bên đây sẽ dùng những trái banh bàn này ném qua bên kia, phải hứng, hứng ở đủ mọi tư thế, hứng bằng đầu, bằng hông, bằng mông, bằng chân, bằng eo, bằng tay, tất cả mọi cái, miễn sao hứng được cái banh thì thôi ha. Gia đình Thúy An trước tiên nha, bắt đầu. À, thấy cái bổng nhanh rồi, hãy đi em. Chưa vô. Thấy tay nè, thấy tay nha. Một. À, thấy cái tay nữa nha. Hai. À, thấy cái bổng ha. Hai. Vô luôn hả? Hay vậy em ơi. Không, cái chân đen. Thấy cái chân nha. Ô, chân rồi. Rồi, thấy là cái chân nè. Thấy chân, em hãy thấp thấp vậy thôi. Thấy cái đầu nè. Thấy đầu ha. Ê, cái bụng đây, cái bụng nha. Bụng, bụng. Ê, hãy bong bỏng em. Mới được có 3 cái thôi, trả lên. Bụng. Thầy. Cái tay của bụng là dễ nhất đúng không? Nha. Năm. Thấy cái bụng nha. Rồi. Sáu. Rồi, bụng nữa nha. Ê, cao quá. Bye bye, cái tay bên đây. Rồi, cái tay, cái tay. Thấp lại em ơi, thấp lại. Thấy cái bụng đi. Vừa vô. Năm. Bốn. Lẹ, lẹ, lẹ. Ba. Hai. Một. Cái nữa, cái nữa. Cái bụng, cái bụng. Ừ, đi luôn, hết giờ. Rồi, qua đây, lên coi coi. Cái tay là ba trái nè nha. Một, hai, ba. Cái bụng là bốn nè. Cái hông là 5 nè. Cái chân là 6 trái banh tất cả. Chúc mừng gia đình của Thúy An. Mời gia đình tiếp theo. Em, nãy nhà bên kia người ta quăng vô được 6 trái nha. Giờ mình phải làm sao từ 6 trái trở lên nghe. Cái ông này ngửa mình dây cho ông dẻo nha. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, thấy em nghe tay nè. Tay này ha. Vừa vô. Rồi, đi. Em thấy nhẹ, cái lực nhẹ nhẹ đừng bỏng lên. 1 trái. Không cao lên, cao lên. Nhẹ nhẹ em đừng có chọn cái lực mạnh quá, thay bỏng vừa nhẹ lên. Ờ, cái dưới này dễ nè. Hai trái. Rồi, nghe ơi nè, hãy cao đi, cao lên. Ba trái. Nghe nữa nghe, nghe ngực luôn. Ngực luôn. Cao lên, cao lên.
Nè chân nè, chân nè. Đầu gối, đầu gối. À. Nguyễn cao lên. Được. Đáng lên, đáng lên. Ba trái rồi. Đây, bên đây, bên hông. Đây nè, bên hông đi. Rồi. Thôi cái nữa, ở bên hông. Trái. Năm trái. Nè tay nè. Bắt tay, bắt tay. Đúng rồi. Lại được rồi, được rồi. Sáu trái. Đáng lên. Cái nữa. Bảy trái. Rồi cao lên. Cao nữa, cao nữa. Tám trái. Hay quá. Năm. Bốn. Ba. Cao nữa. Hai. Một. Hết giờ. Hay quá. Trong cái giây cuối cùng còn vô thêm được cái nữa. Đây. Hai trái nha quý vị. Một, hai, ba, bốn. Ở đây năm, sáu, bảy, tám. Chín trái banh tất cả. Chúc mừng gia đình của Kim Hằng. Đây, áp lực cho nhà còn lại đây. Bên đây cũng đã nai nịch gọn gàng sẵn sàng. Bắt đầu. Tay trước nha vợ. Một. Hay quá vậy. Rồi. Từ từ cho em. Từ từ thôi. Hai. Chân chân. Đây đây đây. Hãy từ từ. Ba. Tiếp tục, tiếp tục. Bốn. Ngực, ngực. Năm. Hay quá. Rồi, rồi, rồi. Thái bụng, thái bụng. Cao lên, cao lên, dạ, cao lên. Cao lên. Đúng. Sao? Rồi. Cao lên, bụng luôn. Sáu trái rồi, đáng lên. Bảy. Cao lên chút. Thả vô bụng anh luôn. Đúng. Tám. Rồi. Tám. Đôi, 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 đôi. Chạm tay, chạm tay. Rồi, tiếp. Giỡn canh đi, giỡn canh cái lùi trong đó. Lên. Ôi. Mười. Dài, dài, dài. Năm. Bốn. Vô luôn. Ba. Hai. Trái nữa. Một. Hết giờ. Trời ơi, cái bà này bà như bắn chim vậy đó. Bà nã đạn liên tục luôn. Này canh, 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 canh. Ba nè, đây sáu nè, đây tám nè. Rớt ba trái ngoài nữa là 11 trái của gia đình Hồng Gấm. Chúc mừng. Em đã rất là xuất sắc, Hồng Gấm, khi cùng với ông xã của mình hứng được tất cả là 11 trái banh cao điểm nhất. Vì vậy, em nhận được 2.000 điểm ở vòng thi này. Về nhì, đó là Kim Hằng được 9 trái, đúng không? 9 trái, nhận 1.500 điểm. Còn Thúy An chỉ vô được có 6 trái thôi, nhận 1.000 điểm. Và bây giờ mời Hồng Gấm tiến lên một bước nè. Dạ, em xin chọn ô bên phải ạ. Mời em. Có đèn. Đó là một cái bình đun siêu tốc dành tặng cho gia đình quen. Cả ba nhà chúng ta phải cố gắng thật là nhiều hơn ở cái vòng thi tiếp theo này. Bởi vì đây là một vòng thi rất quan trọng. Vòng thi mang tên Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng này thì Kim Hằng sẽ là người diễn tả và ông xã sẽ là người trả lời, đúng không? Dạ. Mời em nhìn lên màn hình. Nhãn hàng xốp, nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày là phần quà dành cho nhà của chúng ta. Và chủ đề đó là tư thế. Bắt đầu. Em đang làm gì vậy anh? Quỳ. Hai từ. Quỳ gối. Đúng rồi. Cái này có hai từ nha. Em có bầu em không được ngồi sao nè. Mẹ nhắc em hoài á. Em ngồi sao á, quay cái lấy cái ghế ngồi á. Đúng rồi. Cái này có bốn từ nha anh. Em làm này làm gì vậy? Lại. À hai từ. Sáu là gì? Sáu gọi là gì trong cái hán á? Lại lục, lại lục. Đúng rồi, còn hai từ nữa. Ví dụ như mà em muốn danh sinh lại lục. Đã ngược lại đi anh. Lại lục danh sinh. Đúng rồi. Em đang làm gì anh? Đứng. Đúng rồi. Cái này là gì anh? Này là gì nè? Không. Đúng rồi. Không, không đứng. Ngược lại anh. Đứng không. Còn từ nữa. Đứng không yên. Không phải. Đúng rồi. Hay quá. Cái gì mấy tội, mấy tội. Anh ơi, anh thích ăn cái hũ gì mà thường thường á mình mua vậy? Đúng rồi. Chào đảo. Đúng rồi. Trời ơi. Tôi diễn tả muốn say sẩm luôn. Chóng mặt luôn vậy đó. Năm từ khóa đã giải mã được hết. Chúc mừng gia đình em với 2.500 điểm. Gia đình của Hồng Gấm. Chủ đề dành cho nhà mình đó là thể hình. Anh ơi, chủ đề là có hai từ. Lục còn gọi là cái gì? Số 1, 2, 4, 5 tới 6. Đúng rồi, đúng từ đầu. Sao muối em? Đúng rồi.
ơi, thường thường á mang thai mà xong rồi thì bị cái gì anh? Rang bụng. Xin lỗi nữa. Nứt bụng. Không đúng. Từ đầu em. Thường thường nước thì ở trên đổ xuống chảy, là gì? Chảy. Đúng rồi, chảy mỡ bụng. Đúng từ đầu. Không. Chảy mỡ. Không, chỉ có hai từ. Chảy. Ừ. Chảy mỡ. Không đúng. Chảy bụng. Không đúng. Cái khuôn mặt mình thường thường á là em bé mới sanh nó không cho nữ. Tại sao người ta nói sao mà ta chảy sệ? Đúng rồi. Rồi thường thường á mình lớn người ta sẽ nói như thế nào? Con người nhìn vô lớn mà cao, to không nói nhỏ. Tập tạ để làm gì? Cho cái gì? Cơ bắp tăng cơ bắp. Bỏ qua đi. Trái nghĩa với từ còn mắt. Rồi cái người của mình sao? Mất dáng. Có ba từ. Người em nhìn sao? Con thả. Không đúng. Ở cái gì mà mình leo lên để mình ký á. Cân. Đúng rồi. Mất cân bằng. Mất cân đối. Đúng. Cái cây gì mà mềm mại? Có bốn từ nha. Con chỉ con người đó là sao? Cái cây gì mà nó rủ xuống á? Cây liễu. Liễu yếu đầu tơ. Đúng rồi. Và mình là cái gì của mình? Nằm con. Đúng rồi. Nhìn vô con người đó lớn. Lớn con. Không đúng, có hai từ chữ con và từ thứ hai. Tiền mà con gọi là cái gì ở mình xài hết giờ. Trời ơi, tiền mà con nghe. Nó tiền đô đó hả? Đúng rồi. Dạ. Cố tình tân gồng nó về thì cứ tập tạ để làm gì? Tập tạ cho nó đô. Và bốn từ khóa giải mã được mang về 2.000 điểm. Gia đình Thúy An và Nguyễn Chiến, mời em nhìn lên màn hình. Và đó cũng là sản phẩm của nhà tài trợ, phần quà dành cho nhà chúng ta, nhãn hàng xốp nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày. Chủ đề trò chơi dân gian. Bắt đầu. Cái này có hai từ, con gì mà mình nấu chao? Dạch. Còn mình làm gì là mình chao? Lùa dạch. Đúng. Ở nhà mấy đứa nó chơi gì là sao em? Nhảy hai cầu. Hai từ. Trò chẹp. Đúng. Rồi hồi nhỏ mình chơi, mình thảy lên nhồi xuống rồi có cái cây á. Banh đũa. Đúng. Có ba từ bài về nhà làm bài gì á? Bài tập. Đúng từ đầu đó. Rồi cái cây gì mà cái cây giống như cây tre đó mình để mình phơi đồ á? Tập tầm dâm. Rồi đúng. Cái này có bốn từ mà cái con gì dưới sông á người ta sợ đó. Cá sấu lên bờ. Chính xác. Trời ơi, năm cái trò chơi dân gian này nhớ là tuổi thơ của mình ngày xưa, mà đều là những cái trò chơi được con nít yêu thích. Nhưng mà cái hồi của em có chơi mấy cái trò này không? Dạ có anh. Những cái trò chơi dân gian này nè, coi vậy chứ nó vận dụng đầu óc nè, rồi vận dụng cả cơ thể của mình, giống như tập thể dục vậy đó. Dạ. Bây giờ chơi cá sấu lên bờ em tưởng tượng đi, cái lên rồi xuống. Dạ. Rồi rình chơi lùa dịch vậy nè. Nó giống như là những bài tập thể dục. Và năm từ khóa nhà mình cũng giải mã được, mang về 2.500 điểm. Yeah. Ở dòng này thì gia đình Hằng và gia đình của Thúy An giải mã được cả 5 từ khóa luôn, cho nên hai em được tiến lên phía trước một bước. Mời Hằng. Dạ, em chọn ô bên trái ạ. Bên trái, tiến lên nào. Bên trái, sáng đèn và bên trái sẽ mang lại cho Hằng một cái món quà tặng là một cái máy sấy tóc. Còn An. Dạ, em bước bên phải. Mời em. Bên phải, không có gì xảy ra cả. Và chúng ta cùng xem điểm số của cả ba gia đình nha. Hồng Gấm 4.600 điểm, Thúy An 4.700 điểm và Kim Hằng 5.200 điểm. Trời ơi, xê xích nhau có 100 điểm thôi, đó là gia đình của Hồng Gấm và Thúy An. Chúng ta sẽ chia tay với gia đình Hồng Gấm tại đây. Hai em ra về với giải thưởng trị giá là 4.600.000 đồng. Hai nhà còn lại chuẩn bị sẵn sàng để bước vào vòng thi tiếp theo mang tên Nhanh Tay Đáp Lẹ. Câu số 1 nè, chủ đề dinh dưỡng. Em cược 1.000 điểm à? An. Em cược 1.000 điểm à? 1.000 điểm. Người bị đầy bụng có nên ăn cải xanh không? Mời Hằng. Dạ theo em là có ạ. Đây là đáp án. Không đúng. Rau giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng, hạn chế đầy bụng. Tuy nhiên, có một số loại không nên ăn như là cải xanh, bắp cải vì chúng chứa chất raffinosee sẽ khiến cho tình trạng đầy bụng càng khó chịu hơn. Câu 2, chủ đề sức khỏe. Dạ em cược 1.000 điểm ạ. An. Dạ em cược 1.000 điểm ạ. Ăn nhiều chất béo sau sinh giúp người mẹ có sữa nhiều hơn, đúng hay sai? Mời An. Dạ sai. Chất béo thì nó sẽ làm cho người mẹ tăng cân nhiều hơn. Đây là đáp án chính xác.
Ăn nhiều chất béo khiến cơ thể tích tụ càng nhiều cholesterol, ảnh hưởng đến việc tiết ra sữa của mẹ bầu, vừa không tốt cho chất lượng sữa và trẻ sẽ khó tiêu hóa. Câu số 3, chủ đề trái cây. Em cược 1.000 điểm ạ. Dạ, em cược 1.000 điểm. Cam vừa hái hay hái được vài ngày thì ăn sẽ ngọt hơn? Mời Hằng. Dạ, hái được vài ngày thì ăn sẽ ngọt hơn ạ. Chính xác đó em. Sau khi thu hoạch, hàm lượng axit hữu cơ có trong các loại trái có múi như là cam, bưởi chưa được chuyển hóa hoàn toàn thành đường và nước nên ăn có vị chua. Muốn ngọt, hãy để 1-2 ngày rồi hãy ăn các bạn nhé. Câu 4, chủ đề mẹo vặt. Dạ, em cược phân nửa số điểm. Phân nửa số điểm, Hằng. Dạ, em cược nửa sáng điểm. Cả hai bạn đều đặt cược phân nửa số điểm. Có 3 loại hoa, vạn thọ, huệ, cúc nè. Hoa nào giúp cơ thể bớt ho vào mùa lạnh? Mời An. Hoa cúc và hoa vạn thọ. Em nghĩ rằng hoa cúc và hoa vạn thọ. Hỏi Hằng, nếu như em bấm chuông trước thì em chọn đáp án nào? Dạ, em cũng chọn hoa cúc và hoa vạn thọ ạ. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Nhiều người thường bị ho khi thời tiết giao mùa, bạn có thể dùng một ít hoa vạn thọ hoặc hoa cúc phơi khô làm trà uống hoặc ngậm trực tiếp vào miệng. Tinh dầu có trong hai loại hoa này sẽ làm dịu cơn ho hiệu quả. Còn hoa huệ chỉ dùng để trang trí, không có công dụng làm giảm bớt ho nha. Câu số 5, chủ đề thực hành. Dạ, em cược phân nửa số điểm. Phân nửa. Em cược 4.000 điểm. 4.000 điểm. Giống như những cái gia đình ở dưới miền Tây mình là hay tổ chức đám cưới, rồi đám giỗ, đám hỏi, thô nôi tại nhà, rồi tổ chức nấu tại nhà luôn. Mà thường là phải cắt bánh mì để lên dĩa làm sao nhìn cho đẹp, cho khéo. Thì bây giờ đây cũng sẽ là cách dành cho chúng ta trong cái thời gian nhất định. Cắt làm sao được nhiều kiểu bánh mì đẹp nhất mà trưng ra dĩa giống như là một cái bàn tiệc vậy đó. Mà càng nhiều kiểu càng tốt. Bắt đầu. Cắt làm nhiều kiểu khác nhau nha. Có người sắc dọc, sắc ngang gì đó, tùy sự sáng tạo của mình. Mà cắt làm sao trưng ra cái dĩa dòm cho nó hấp dẫn nè. Xong rồi mình xẻ góc hay sao đó như cái bông cái hoa. Nhiều kiểu và sắp đẹp em. Chứ hiện nay hình như em đang cũng sắp mới có 1-2 kiểu à. Dạ. Yeah. Bên nào bấm chuông trước em hả? Kiểu gì đây? Dạ, hình tròn. Ồ, hình tròn. Bánh mì sắc xong để hình tròn nha. Còn cái dĩa này? Dạ, cái bông á. Hình cái bông. Dạ. Này. Hình này hình gì vậy em? Dạ, giống như là con chuồn chuồn hay con bướm vậy hả? Giống như con bướm vậy. Dạ thưa quý vị, con bướm nha. Tưởng tượng giùm em, đây là con bướm nha. Đây kiểu gì vậy em? À, hai bên nó nói chuyện với nhau. À, nó kịch tính hơn đi, kiểu đối mặt. À, kiểu đối mặt là 4 kiểu hả em? Dạ. Với cái phần thi cuối cùng về phần thực hành này, nhà của Kim Hằng cắt và sắp xếp được thành 4 dĩa bánh mì khác nhau. Xin công bố ở cái câu cuối cùng về phần thực hành này thì gia đình chiến thắng là Kim Hằng. Kết thúc vòng 4, điểm số cả hai gia đình như sau. Gia đình Thúy An 8.550 điểm. Gia đình Kim Hằng 7.800 điểm. Và người chiến thắng là gia đình của Thúy An. Mời Thúy An cùng ông xã tí lên phía trước nào. Chia tay với gia đình Kim Hằng tại đây. Lên đây em. Này, vòng qua dành cho bà xã em đó. Quá ngọt ngào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Xã của em bây giờ chỉ làm một cái nhiệm vụ duy nhất thôi, lấy những cái bịch nước giặt xốp để lên đầu cân bên kia. Hai bên bằng nhau chia xốp, sáng đèn thì gom tất cả cái số bịch nước giặt xốp đó về nhà xài, rồi sẵn tiện chia cho bà con hàng xóm xài chung luôn em nha. Bắt đầu, mời em. Lên luôn, chữ xốp sáng trưng. Chúc mừng gia đình Thúy An. Mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, kết quả như sau. Về ba là gia đình của Hồng Gấm với giải thưởng là 4.600.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì, gia đình của Kim Hằng giải thưởng là 7.800.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất, gia đình của Thúy An
giải thưởng là 8.550.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhãn hàng xốp nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp bà con vào tuần sau 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Một khung giờ phát sóng nữa 3:00 sáng của ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và 16:30 của ngày thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Bà con nhớ theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bà con ơi, có vui không nào? Hey! Xin chào các gia đình thân mến.